và các quý vị, xin việc làm trong chính quyền của cộng sản Việt Nam hơn phân nửa phải đưa hối lộ. Cũng trong nguồn tin đến từ Hà Nội, hơn nửa số người từng nộp đơn xin việc làm công chức ở Việt Nam đã phải đưa hối lộ. Đó là theo bản báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam Papi năm 2016 được công bố vào sáng nay. Người xin việc cho biết họ cũng đã phải chi tiền gọi là lót tay cho các công chức bàn giấy để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chi tiền gọi là bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học công lập để con em của họ được quan tâm hơn. Theo bản báo cáo PP 2016, khoảng 54% người dân Việt Nam cho rằng cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước, cao hơn tỷ lệ 51% của năm 2015 và 46% của năm 2011. Có ý kiến cho rằng 46% số người còn lại không phải đúc lót do họ là con cháu của các lãnh đạo Cộng sản. Tỷ lệ người dân cho rằng viên chức chính quyền Cộng sản ở địa phương biển thủ công quỹ cũng tăng. Chỉ có tỷ lệ giảm trong năm 2016 là số người cho rằng cần phải đưa hối lộ để tiếp cận dịch vụ y tế công cộng cấp quận, huyện giảm từ 43% trong năm 2015 xuống còn 39% trong năm 2016. Trong số 10 số địa phương đạt điểm cao nhất của PAPI năm 2016, không có Hà Nội và Sài Gòn. PAPI là bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác điều hành, quản trị nhà nước từ góc nhìn của người dân. Một phúc trình mới đây của Bộ Lao động Cộng sản Việt Nam cho biết, Cả nước hiện nay có trên 225.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp.